Rồi, bây giờ mình chuẩn bị bán 20 trái xoài bà con. Coi như bây giờ nó cũng một số đỏ hết lên đây nè. Nó chuẩn bị đến chín, sáng ngày nó rụng một trái lớn. Rồi, bây giờ mình phải hái nó coi như nhân dịp Tết để trưng lên cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình trái cây để ăn. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình hái nha. Thì coi mấy cái trái nhỏ nhỏ, mình nói chung bây giờ tới hái tất cả mọi cây mà trái đó. Cũng mấy trái vàng nè. Mấy trái này nó còn xanh á, cái xanh mình để lại được. Cái trái này hơi ẩn như vậy là coi như mình hái vô là vừa rồi. Còn cái kia thì nó chín quá rồi. Nó chín quá rồi coi nha. Phải hái vô thôi. Có để hồi mấy con chim gì nó ăn. Đây à. Cảm ơn Thiên Chúa đã cho mình có trái cây để ăn, để trưng bày trong năm mới. Còn cái loại rau dền này cũng đã lắm bà con nè. Mình thích cái rau dền này nè. Nó coi như mấy cái này nó ra bông thì mình để cho nó ra bông luôn. Thì chắc lại có lẽ năm nay lấy bông để năm tới mình gieo vô chỗ nào góc nào, dù chỗ đó nó dễ dàng kiểm soát. Còn cái này nó mọc tự nhiên. Nó mọc tự nhiên thì cây... là cây nó mọc quá trời thì ăn không kịp để cây để nó già mất. Thì năm nay hy vọng mình sẽ lấy giống của nó rồi bắt đầu mình gieo trồng chỗ nào mình muốn á, dễ dàng. Coi cái trái mấy cái xoài là cây xoài tượng đó bà con, xoài tượng nó lớn, cái cùi nó dày. Coi như ăn nó được cái cùi nó nhiều, cái thịt nó nhiều, ăn nó đã. Còn một cái xoài mà xoài của Thái đó, nó dẹp dẹp, nó cái thịt nó ít, thì cái độ ngọt của nó thì mình thằng Thái thì nó ngọt hơn chút. Nhưng mà còn cái thằng xoài tượng này thì nó cái thịt nó nhiều rồi, độ ngọt nó cũng không thua gì thằng Thái. Thái thì nó kẹt cái nó nhỏ rồi nó dài đó. Còn thằng này thì nó bự. Ok, mình quay chút xíu nha, tại vì mình vừa cầm máy vừa hái bộ hơi khó nè. Thanh toán anh này trước mặt trước nè, này hái thì wow, nó xịt nước ra bà con, nó xịt cái để coi ha, mà nó xịt nước ra, đó, nó xịt nước ao ra, nè cái nước nó đang cái hái tiếp nữa ha, đó, nó xịt nước ra nè, không, cái chai lớn nó nước nhiều, chai lớn nước nhiều, cái này nhỏ thì nước ít nè, cái này nhỏ không có nước mấy, nó không xịt nước ra. Okay. Này mới nhổ vào, mới nhổ nó mềm eo hết trơn rồi. Cái này mà không hái là mai nó rụng hết à. Coi như hái cuối năm. Này, cuối năm thanh toán hết rồi. Còn cái thằng này nó còn xanh á, thì mình để lại. Thằng này nó cũng ương là cho nó đi luôn đi. Cái này như vậy á, cái trái nào nó còn xanh nha bà con. Xanh á thì cái chất nước nó còn. Thằng nào nó chín nhiều thì nước nó ít. Theo mình nghĩ vậy, không biết đúng không ạ. Hồi nào giờ chỉ biết ăn, đâu biết hái thu hoạch gì đâu không. Cái này mình thu hoạch mình lên coi, mình quay cho bà con thấy thế nào. Đây, cái thằng này coi, thằng này nó chín nhiều nè. Chín nhiều coi hay sao. Chín nhiều thì không sao. Cái nhựa của nó ra đây nè. Để coi thằng này nè ha. Thằng này coi nè, thì nó ương hết nè. Ủa thằng này cứ chắc nè. Ủa thằng này còn chắc quá trường đi. Thằng này chắc để lại sao. Còn thằng này nó chín nhiều mà. Chín nhiều. Đúng rồi. Như vậy cái thằng nào con nó xanh nhá, thì hái được cái nhựa nó chảy ra nhiều. Thằng này, còn hai thằng này đang còn xanh thì mình để lại. Không cần thiết, tại nó nhiều quá đâu, không cần thiết. Thằng này nó ương thì cứ thể ngày mai mốt đi à. Mai mốt có thể hái được rồi. Cái nào xanh thì mình để lại được. Thì hái nhiều ăn không kịp.
Hồi sáng này nó rụng đây một trái nè, mình mang vô rồi, trái lớn. Ok. Đó, sản phẩm ngày hôm nay đó. Sản phẩm ngày hôm nay bà con coi như suất tháng 9. Từ tháng 9 tới giờ nó ra bông tháng 9 giờ. Coi như tới 5 tháng trời ra mới được ăn. Mà ăn được lần thôi. Thì coi như xoài ông trường ban cho có là lần thôi. Còn mấy cái trái cây khác thì nó ra được nhiều lần. Đằng này thì nó kén chọn hơn. Ok, như vậy mình để lại còn được 3 trái xanh với 1 trái ương ương. Rồi bắt đầu đầu năm, trong năm mới, nguyên Tết Nguyên Đán thì bắt đầu mình có thể mình tiếp tục ăn tiếp được. Ok, rồi. Cảm ơn bà con theo dõi hành trình của mình ha. Để coi như bên này coi như trái cây nó cũng nhiều, nhưng mà cái nào của nhà thì nó vẫn tốt hơn. Ok rồi, đó, bye bye bà con.